Cửa hàng Kiên đồ cũ, xin chào các bác. Hôm nay cửa hàng Kiên đồ cũ giới thiệu đến các bác hai mẫu đồng hồ. Một mẫu là đồng hồ Polzot của Nga và mẫu thứ hai là mẫu Orient của Nhật ạ. Đây là mẫu Orient, có mã là 08A. Mẫu Orient có mặt nâu và nâu đen ạ. Đây là mặt sau của mẫu Orient này. Mẫu Orient này thì có lịch ngày thứ này, 21 chân kính, mặt kính mica, có hai núm điều chỉnh, núm trên là điều chỉnh ngày, núm bên dưới là điều chỉnh lịch thứ và điều chỉnh giờ các bạn nhé. Chiếc này thì có dạ quang, để em sẽ kiểm tra cái dạ quang của chiếc đồng hồ Orient. Đây là mặt sau của mẫu Orient 08A. Mặt sau nhìn rất sáng ạ. Chiếc này là dây da các bác nhé. Dây da, và cái dây này thì đã được thay bởi người dùng trước rồi ạ. Em sẽ kiểm tra phần máy của Orient này. Đây là máy bên trong của mã Orient 08A. Orient 21 chân kính các bác nhé, là Nhật chính hãng. Máy của đồng hồ còn rất là đẹp. Rồi, em vừa giới thiệu xong mẫu đồng hồ Orient 08A. Thì các bác yêu thích mẫu đồng hồ này, các bác yêu thích mẫu đồng hồ này thì vui lòng inbox cho Kiên đồ cũ số 0936 00424 ạ. Mẫu đồng hồ thứ hai mà cửa hàng Kiên đồ cũ giới thiệu là mẫu Polzot. Polzot 17 chân kính, một mẫu Polzot từ thời Liên Xô cũ các bác nhé. Chiếc này thì có mặt vuông chém cạnh, có lịch ngày ở góc 3 giờ. Mặt đồng hồ nhìn vẫn còn khá là tốt. Chiếc này là kính các bác ạ, kính chống trầy này. Đây là mặt sau của đồng hồ Polzot. Mặt sau của đồng hồ Polzot đây ạ. Chiếc Polzot này có size mặt là 33 các bác ạ, size mặt 33. Ở với các khách hàng ở xa thì cửa hàng Kiên đồ cũ sẽ miễn ship cho các bác ở trên toàn quốc. Và các bác mua đồng hồ thì cửa hàng sẽ bảo hành trong vòng 1 năm các bác ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của cửa hàng. Vừa rồi thì cửa hàng đã giới thiệu đến các bác hai mẫu đồng hồ. Một mẫu là Polzot Nga và một mẫu là Orient của Nhật mã 08A. Các bác yêu thích mẫu đồng hồ nào thì inbox trực tiếp cho Kiên đồ cũ theo số Zalo là 0936 00424 các bác ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.